Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang đứng tại con đường Phạm Hữu Lầu, là một con đường nối liền từ đường Nguyễn Hữu Thọ sang với đường Lê Văn Lương. Sau này cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này sẽ được mở rộng là 40m, gọi là dọc theo dự án Zygate Nhà Bè. Thì Phước Sửu sẽ phân tích khoảng 5 yếu tố để quý anh chị lựa chọn dự án Zygate Nhà Bè là một cái tâm điểm để đầu tư, hoặc là quý anh chị là chọn là một nơi gọi là an cư lý tưởng, và gọi là một nơi để cho mình sinh sống và cho con em của mình học tập tại một cái môi trường tốt nhất. Sau đây Phước Sửu cùng với mọi người bay Laycam để cảm nhận được cái tiến độ gần nhất của dự án và phân tích cho quý anh chị những cái yếu tố mà quý anh chị có thể đầu tư ngay vào dự án này nhé. Zygate, siêu đô thị mới tại Nam Sài Gòn do tập đoàn VGSI đầu tư, quy mô 349 hecta. Thành phố thu nhỏ này gồm đầy đủ các tiện ích nhà ở, trường học và bệnh viện. Và biệt thự mà chúng tôi muốn giới thiệu nằm trong giai đoạn 1, Zy River County 1. Căn biệt thự với chiều ngang 12,5m, chiều dài 20m và cộng thêm 150m2 sân vườn. Chủ đầu tư GSENC đã đầu tư thi công các dự án tại Việt Nam, phải kể đến như là dự án tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dự án cầu Vĩnh Thịnh nối Vĩnh Phúc và Hà Nội, hay dự án sân golf Củ Chi. Bên cạnh đó, quý anh chị còn được đặc quyền sử dụng những tiện ích tại dự án Zygate Nhà Bè, như là với 3 clubhouse. Đây là đặc quyền cho cư dân sinh sống tại nơi đây, với không gian sang trọng, rộng rãi cùng những chuỗi cà phê, hay các khu vui chơi rèn luyện sức khỏe, hay là hồ bơi. Công viên giác quan, kết nối mọi giác quan và mang đến cảm giác thư thái và an bình. Cùng với 3 khu công viên, đó chính là công viên bí mật, ẩn mình dưới những tán lá cây xanh thắm. Công viên ánh sáng, huyền ảo lung linh sẽ tô thêm vẻ đẹp của khu đô thị vào ban đêm. Hay là công viên hoang dã, mang đến cho cư dân không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Và dự án GS Metro City Nhà Bè là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. GS Metro City chính là khu đô thị lớn tầm cỡ phía Nam Sài Gòn, với quy mô rộng lớn lên đến 350 hectare. Dự án chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững tiện sử dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu của số đông đại chúng, hứa hẹn sẽ là khu đô thị lớn nhất vùng Nam Sài Gòn sau khi hoàn thành. Và để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự hay quý anh chị có nhu cầu ký gửi sản phẩm, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc để lại bình luận phía bên dưới. Chúc quý anh chị một ngày mới bình an và vui vẻ.